giờ cái ốc nhiều. Nó các bạn thấy cái này loại sâu này, sâu nái nè. Đó, loại sâu nguy hiểm, ăn vừa tàn phá luôn các bạn thấy không? Đó. Đó thì bà con mình nên phòng tránh cái loại sâu này ha, mua thuốc về xịt ha để nó ăn vừa mình là không còn trái luôn á. Đó, các bạn thấy không? Nhìn thấy gớm không? Đó, nhìn thấy ghê không? Thấy gớm. Đó, nó là như vậy đó. Sâu nái á. Ở quê mình thì kêu sâu, cái loại sâu này là sâu nái ha. Thì nó ăn vừa là kiểu như là rất là ngứa luôn, ngứa tàn sát luôn á. Chắc có chú vậy, đốt rồi. Con sâu này rất là nguy hiểm. Chú là kinh á. Rất tổng đóng kìa. Đóng kìa. Kìa. Thì mình chia sẻ cái loại sâu này là nó trên cây dừa. Thì các bạn và bà con cô bác mình mua thuốc xịt cái loại sâu này nha, để cho cây dừa mình không mất sức. Cây dừa mình tuy rằng nó không có chết nhưng mà nó mất sức rất là lẹ luôn, nó không có còn trái nữa ha. Thì vừa xin chào tất cả các bạn và bà con cô bác mình ha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái loại sâu mà sâu chiên nó ăn lá dừa nha các bạn. Đó. Thì đây nè, mình quay cho các bạn xem nè. Không? Ở đây là ở quê mình á, người ta gọi đây là sâu nái ha. Thì nó ăn lá dừa rất là lẹ, nó phát triển rất là lẹ luôn. Đó. Nếu mà các bạn không mua thuốc xịt á thì nó ăn còn có cái cọng lá, cái cọng không à. Đó. Bạn thấy không? Nhìn ớn thiệt. Nó ăn còn có cái cọng như vậy không à. Lá nó ăn sạch luôn là cây dừa mình nó sẽ mất sức dữ lắm luôn á, là trái dừa nó sẽ nhỏ xíu luôn. Nó không còn bự nữa, là cây dừa mình nó mất sức dữ lắm. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn một cái loại sâu này nè, nó tàn phá dừa rất là lẹ luôn. Rất là ngứa, loại sâu này ngứa dữ lắm các bạn, ngứa cực kỳ luôn á. Bạn thấy không? Nè. Nhìn thấy mà ớn luôn á. Cái này là phải mua thuốc xịt nha các bạn. Thì cái loại sâu này rất là dễ xịt, nhưng mà nó cứ ước là nó rớt hết rồi, nhưng mà ngứa dữ lắm. Nhưng mà loại sâu này nó tàn phá vừa rất là lẹ luôn. Thì mình chia sẻ cho các bạn và bà con cô bác mình biết thêm một cái điểm để trị cái loại sâu này. Thì ở mình ở Tiền Giang ha, thì cái loại sâu này rất là phổ biến luôn, rất là ngứa luôn á, nhìn thấy ớn luôn, ghê không, con nào cũng lấy chả bá lửa luôn. Đó thì các bạn thấy sâu nó ăn nó hại cây dừa, các bạn thấy nè, nó khô, dừa nó khô như vậy nè. Nói cho nên mình mới chia sẻ lên đây để cho các bạn và bà con cô bác mình phòng tránh nha. Đó, lá dừa các bạn thấy nó ăn nè, nó các bạn thấy không, còn có cái cọng không mà nó không còn có cái lá, nó rất là nhiều sâu luôn. Nếu mà không mua thuốc xịt á là nó tàn phá cái dừa mình rất là lẹ luôn á. Quá trời luôn nè, còn sâu xanh, sâu nái ở quê mình là kêu bằng sâu nái nha các bạn. Đó nè, bạn thấy không, chùm thấy gớm không. Để mình quằn cái tàu dừa xuống mình quay cho các bạn xem. Đó này, các bạn thấy nè, trái dừa nè tiêu hết luôn rồi, các bạn thấy không. Đó, rồi sâu này tàn phá đến nỗi như vậy đó. Thì để mình kéo cái tàu dừa xuống mình quay cho các bạn coi sâu ha. Đó, thì đây mình kéo tàu dừa xuống cho các bạn xem nè. Đó, nè. Nắng quá không chá không. Bạn thấy sâu không nè, sâu về luôn, bạn thấy không, ôi sâu này nó tàn phá rất là lẹ luôn, gớm không. Đó, các bạn thấy cái loại sâu á, loại sâu mà mình chia sẻ các bạn, nó ăn tàn phá cái cây dừa mình như vậy nè. Tuy rằng cái cây dừa nó không có chết nha các bạn, nhưng mà nó ăn hết lá luôn, nó còn có cái cọng không như vậy nè. Đó, thì cây dừa mình nó sẽ không có trái nữa nha các bạn. Nó sẽ mất sức rất là nhiều, rất là lâu mới có trái lợi đó, nó ăn còn có cái cọng không vậy á. Thì các bạn và bà con cô bác mình nên mua thuốc trị nó đi để phòng tránh ha. Đó, rất là nhiều luôn.